nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Hôm nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã nói thương cho con. Rồi một ngày thân thân Chúa mọi nơi rắc rêu tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con biết dâng cho Ngài niềm tin tâm tư cùng trái tim đồng cháy. Cho con suốt một đời tình yêu cho đi lại.
con biết trung thành, hoàn tâm những bước chân đẹp xinh.